He, làm sao qua mắt được Alan game? Ờ, hồi nãy qua mắt được anh em ạ. Ok. Ờ, mấy cái bông hoa này có lấy được không ta? Lấy được làm gì không? Ờ, lấy được bông hoa đâu mọi người ạ. Good. Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alan Game. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một con game mới, nó mang tên là Kỳ nghỉ hè mình muốn ra ngoài chơi. Thì nói chung nó dịch từ tiếng Trung Quốc ra tiếng Việt cho nên là nhìn nghe nó hơi kỳ kỳ nha mọi người. Okay. Đây là bản quốc tế không phải bản Trung Quốc nha, cho nên các bạn vẫn có thể chơi được sau khi mà các bạn xem xong video này. Thì cái ID của nó là ở đây. 23333 90497. Đó, các bạn nào muốn chơi thì có thể tải qua cái ID này nha. Rồi thì trước khi đến với video này, các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe, nó chung ký chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai nha. Nếu có bất cứ những cái map nào hay ho hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa thì các bạn nhớ comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng thực hiện và chơi trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video thôi. Ok, thì đây là một con game nó kiểu như là giải mã tìm chìa khóa như bình thường thôi nha mọi người. Nhưng mà hình như là nó có cốt truyện các thứ hơn, nó vui vui phinh phinh hơn nữa. Như là ở đây các bạn thấy ở trên, bây giờ mình bắt đầu luôn thôi nha, mình không dông dài dang dởn nữa. Ok, một buổi sáng đầy nắng. Đây là tôi đó, tôi nè, chứ không ai nữa, đây là tôi nè. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, thật hạnh phúc, cuối cùng thì cũng có thể vui vẻ rồi. Ok, để tôi coi nha, vui vẻ cỡ nào nha. Mẹ bước vào, hãy cho tôi ở nhà và làm. Ok, để mình dịch lại cho nó đúng ngữ pháp. Hãy ở nhà làm bài tập mùa hè cho mẹ. Ồ, mà làm hay ha, lúc nãy mình bấm vô là nghe tiếng bước chân đi vô đúng không? Hay thật đó chứ. Tiếp tục. Bạn cảm thấy một tiếng sét, con không thể nghỉ thêm một ngày sao? Ừ, mẹ đã giấu hết chìa khóa rồi. Nếu mà con muốn, nếu mà con tìm được thì mẹ sẽ cho con ra ngoài chơi. Ok, tìm 15 cái chìa khóa. Đó, nó chỉ là một con game tìm chìa khóa bình thường thôi nha mọi người. Ok, bắt đầu trò chơi nè. Và mình đang ở trong một căn phòng của mình. Ôi, mình có một cái huy chương rất là sáng bóng. Ui, mình tính ra mình giỏi chứ bộ các bạn. Mình giỏi, mình thiên tài. Cho nên là mình sẽ cố gắng tìm được chìa khóa nha, mình là thiên tài mà. Nhà mình thì cũng có khá là nhiều sách vở, bài tập, bút viết nè, máy tính nè. Gặp tôi mà là cái thanh niên này hả, tôi ở nhà là tôi quay YouTube. Tôi không ra ngoài chơi đâu mọi người ạ. Nhưng mà ok, thì tại vì mình đang là bạn này, mình đang giả lập làm thanh niên này cho nên mình phải ra ngoài chơi thôi. Cứu mạng, chết boy. Ờ, xí. Nếu thằng chủ ngáp không chặn cái lốc tàn hình ở đây. À, nó chặn rồi mọi người ạ. Nó chặn rồi. Tôi tưởng là mới vô là win luôn rồi chứ. Chết thật. Ok. Ở đây hai cái gương không có gì hết. Ồ. Rồi. Ok, nói chung nhà mình cũng khá là ok đó nha, nhiều thứ ha. Thì bây giờ nó sẽ khá là nhiều phòng cho nên mình sẽ cố gắng đi từng phòng để mình kiếm chìa khóa. Phòng gần nhất đi mọi người ạ. Rồi ở đây mình sẽ có một cái phòng nhà vệ sinh toilet hả? Không biết nữa. Nhưng mà mình sẽ check hết mấy cái này, mấy cái phễu này thì nó. Sao qua mắt được Alan Game đẹp trai với thương thông minh tài năng du lịch khắp vũ trụ. Ok, thì mấy cái gương này ở trong bạn nào mà build map nhiều thì bạn biết là mấy cái gương này xoay được ha. Cho nên là có luôn chìa khóa trong đây luôn nha. Chịu nổi không? Một cái chìa khóa đầu tiên. Tuyệt vời. Tôi còn cái gì ở trong đây nữa không? Lấy được luôn cái này không? Ui hay ta. Là có nghĩa là cái này mình có thể tương tác được những cái vật phẩm ở trong bản đồ luôn nha mọi người. Và không biết cái này để làm gì mình chưa biết. Thì mình tạm thời cứ để trên người mình trước đã. Ồ cái này hay chứ. Nói chung là cố gắng làm bám sát thực tế các thứ ấy. Ok, mình sẽ đi cái phòng nào mà mình đi qua rồi thì mình sẽ cố gắng mở cửa ra để mình đánh dấu nha mọi người nha. Đây là phòng gì đây, tiếng Trung không biết. Đây là một cái phòng ngủ lớn, chắc là phòng của ba mẹ thì phải. Không biết nữa. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng lít vào những cái block. Tại vì hồi nãy bên kia thì khi lít vào những cái block á thì mình sẽ có thể tương tác với những cái vật phẩm đúng không. Máy lạnh đây có gì không? Không luôn. Tủ quần áo. Bạn. Một máy chơi game. Có máy chơi game luôn nha anh em. Ui, tính ra có mấy chơi game mà được ra ngoài chơi làm gì nữa nhỉ? Thôi mình nằm đây mình chơi thôi. Thôi. Ở đây là cái gì? À đây là nhà vệ sinh nè, bên kia là nhà tắm nha mọi người, mình nghĩ vậy. Ai biết tiếng Trung thì nhớ dịch cho mình dưới comment bên dưới nha. Ê, khoan, xoay cái này. Tôi mới thấy. Theo như mà cái lý thuyết logic bình thường của một con người bình thường á thì cái trước mắt chúng ta đây, cái trước mắt chúng ta thì nó là một bộ đồ hoàn hảo chứ cái này đúng không nhỉ? Thời khắc của sự thật. Ê, tính ra bấm vô mà không có gì quê lắm ha. Anh em hãy cùng xem cái thời khắc này. Các bạn thấy không? Tôi nói nó là một cặp đôi, nó là một
đôi bạn cùng tiếng, anh em hiểu không? Đôi bạn cùng tiếng á. Ok. Ôi mà cái màu hơi ghê nha. Alan Game chui xuống toilet để kiếm chìa khóa và không biết là có một chìa khóa trong toilet luôn. Tôi nghe có mùi gì nó không được an yên lắm nha mọi người. Cái mùi nó hơi nặng. Ok. Rồi ok. Ở trong đây thì mình cũng quan sát kỹ mà mình cũng không thấy được cái gì khác hết ngoài cái hố xí đó. Vâng, xin cảm ơn. Rồi tiếp theo thì chắc là mình sẽ dạo quanh ngoài phòng khách này trước chứ nhỉ? Hay là vô những cái phòng... Ơ, khoan. Ồ, mình có chị gái nha mọi người. What? Mình có chị gái nha. Tôi có một người chị là Kuta Fubuwe. Hello chị. Hello người đẹp. Người đẹp ơi, quay mặt qua đây được không anh chị gái à? Chị gái ơi. Chị gái. Chị nhìn gì ngoài cửa vậy chị gái? Chị có cái gì nỗi buồn gì ở ngoài cửa không chị gái ạ? À? Chị gái rất là thờ ơ, vô tâm. Chị gái vô tâm mọi người ạ. À. Nhưng mà hình như là tôi, điểm tôi có cút chuyện là hình như có tương tác được ấy. Không lít được này. À, chuột phải, thật phải. Bạn có thấy son môi của tôi không? À, em có thấy son môi của chị ở đâu không? Không. Tức chết đi được. Rốt cuộc thì chạy đi nơi nào rồi? Cây son mà sao chạy được bà nội? nếu như em giúp chị tìm được, chị liền cho em một cái chìa khóa. Ok. Tôi nhận cái nhiệm vụ này nha chị nhóa. Một xíu nữa tôi sẽ kiếm lại cho chị nhé. Nhưng mà trước tiên là tôi phải khám xét phòng của chị cái đã. Ô, cái piano. Ô, đánh được nha mọi người. Thì cái này đánh được bình thường rồi mọi người biết rồi đúng không? Nhưng mà đánh rồi nó có cho mình một cái chìa khóa gì không? Để mình xem. Do re mi do do re mi do mi fa son son la re do son la re do. Ok. What the hell? Thì chỗ cây piano này mình thấy không có cái gì hết tương tác anh em ạ. Nhưng mà có cửa này để mình xem. Hình như ra ngoài được. Yes. Khoan, đến lúc này mình vào mình hỏi chị. Chị ơi, chị dẫn thỏ vào nhà. Tôi mét mẹ nha, chị dẫn thỏ mất tiêu. Ok, chị ơi, mình là con gái á, không? Mình là con gái á, mà sao mình quăng vớ thối ở ngoài đường á chị gái? Chị gái ơi, mình con gái á, mình đừng quăng vớ thối ngoài đường được không chị gái? Chị gái làm em quan ngại quá nha chị gái. Chị gái nhìn cái này ghê lắm nha. Nhưng mà ok, tại vì chị hứa hẹn sẽ cho em một cái chìa khóa sau khi em kiếm cái son cho chị đúng không? Cho nên là em sẽ cố gắng giúp đỡ cho chị cái phần này nha, giúp đỡ cho chị. À, đem cái vớ thối đi giặt. Ồ. Oh. Lại là một đôi bạn cùng tiếng. Ok. Anh em hiểu cái tôi đang định làm đúng không? Không, tính ra cái map này thiết kế level hay. Được thêm một cái chìa khóa nữa anh em ạ. Thời khắc của sự thật. Ok, hết rồi mọi người ạ. À, tôi giúp đỡ rồi nha chị. Giúp đỡ rồi. Nói gì đi. Quay đi nhưng một người vô hình nên không nhìn thấy nhau luôn mọi người ạ. Ok, thì mình sẽ tiếp tục với những cái phòng tiếp theo. Thì ở đây mình sẽ có một cái phòng bếp nè. Phòng bếp thì mình có khá là nhiều gương nhờ. Trời ơi, mùi hôi quá. À, mùi khét. Đúng không? What? Đúng là bạn này làm hay thật. Bạn này làm kiểu nice. Đúng là mấy anh Trung Quốc làm map nó có cái level rõ ràng hơn là những map Việt Nam nha đó. Hôm bữa tôi mới thấy cái video tôi, bạn nào comment là anh ơi chia sẻ cho em những cái cách mà ý tưởng làm map các kiểu đi. Làm sao để map tuyển chọn được hay đấy. Các bạn phải đầu tư vào những cái tiểu tiết như vậy và có một cái đường dây rõ ràng hơn. Tại vì hiện tại thấy những cái map mà tìm chìa khóa của bên Mini World Việt Nam á, bạn quốc tế á, thì đa số các bạn chỉ là tìm cái chìa khóa thông thường trong một cái nhà của một con quỷ nào đó và nó đi dí mình thôi. Chứ các bạn không có thiết kế những cái level như vậy thì nó sẽ không làm cho cái game mình nó thú vị hơn được ấy. Như vậy nha. Đó là một cái kinh nghiệm cho anh em. Thì mình phải thiết kế tương tác giữa các vật phẩm ở trong nhà nó phải đều có chủ đích với nhau thì nó sẽ ok hơn. Yes. Rồi mình đã kiếm được 4 cái chìa khóa rồi. À, mình vừa mới mở tủ lạnh và một que cây. Đây là món ăn vặt hơi bị nổi ở Trung Quốc nè đúng không? Quét cay, ngon nhờ. Ok, bánh này ăn được không? Nope. Bánh không ăn được anh em ạ, khá tiếc. Ok, mình sẽ tìm kỹ vào phòng khách. Phòng khách thì mình thấy cuốn sách rồi. Mimi. Đây không phải là bài tập của em trai sao? À, mình có em trai luôn nha bạn trẻ. Em trai của mình ở đâu thì mình chưa biết nha, để một xíu nữa mình xem. Ok, rồi, ở đây thì hết rồi nè. Cây quạt này là tôi nhìn là tôi thấy bấm được á. Tại vì đa số là những cái tương tác trigger thì mình phải làm bằng mô hình đó mọi người. Trời, bá đồ quỷ này làm sao qua mắt được Alan Game được chơi với thương thông minh đàn năng vô địch khắp vũ trụ mọi người. Ở đây, à có một cái chìa khóa. À không có gì hết. Ơ, cây son của chị. Yes. Cây son của người chị đáng yêu. Ôi, vậy tính ra là phòng chị gái mình là có hai cái chìa khóa luôn mọi người. Xin cảm ơn chị gái đáng yêu của chúng ta. Xin tặng chị. À ha ha, cuối cùng thì em cũng đã tìm đến. Cũng
cuối cùng thì em cũng đến rồi. Chị để em có lâu không? Nè, tặng chị. Cho mời chị gái một cái nhiệm vụ chìa khóa hoàn thành. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok. Bây giờ mình sẽ đến với những căn phòng tiếp theo. Đây là anh trai. Nhà gì mà đông con như vậy, có thêm anh trai nữa nè. Làm xong bài tập chưa? Đi đi, đừng làm phiền tôi. Mẹ đã tịch thu mấy chơi game của anh rồi. Nếu như mà em tìm được cái mấy chơi game về đây cho anh thì anh sẽ đưa cho em một cái chìa khóa. Ok, được rồi. Tôi có sẵn trong người rồi. Đây. Rồi ok, đưa cho ổng đi bà nội. Mệt quá. Rồi mình đã có thêm một cái chìa khóa cho thứ 8 rồi mọi người ạ. Ok. Rồi phòng anh hai còn cái gì không? Anh ơi, mình là anh em một nhà đó hiểu không? Mình đừng có giúp đỡ mẹ để giấu những cái chìa khóa của em trai mình cho em trai mình đi chơi hiểu không? Đi chơi á, đi chơi nha. Anh kỳ quá, anh trên chơi giấu chìa khóa dưới tủ á. Tôi nhớ mặt anh rồi đó, anh coi chừng thôi, anh làm anh tôi hơi lâu rồi đó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ qua đến phòng của em trai. Có em trai luôn rồi, có anh trai là phải có em trai chị gái được các kiểu á. Ok. Bạn đang tìm chìa khóa, anh đang tìm chìa khóa hả? Ừ, anh đang không biết ở đâu nữa. Anh có thể cho em một gói quét cây không? Em mình sẽ cho anh một cái chìa khóa được rồi. Ok, anh có sẵn luôn nè em. Cho em nè. Cảm ơn em. Hoàn thành nhiệm vụ 10 cái chìa khóa. Ơ, nhưng mà hồi nãy cái sách này nó cũng nói là của em trai mình. Cái vở bài tập này hồi nãy cũng nói là của em trai nhưng mà mình không có tương tác được ta. What? Mình để lên kệ sách này đại luôn. Yes. Được một cái chìa khóa nữa. Sợ thiệt chứ. Tôi không tin luôn á. Tôi không tin là tôi bấm được vậy luôn á mọi người ạ. Ok, cảm ơn em trai nha. Em trai ngoan lắm. Mà em đã được hai cái chìa khóa rồi. Cảm ơn em trong phòng của em nha. Ui, vậy là thằng anh trai mình cũng có hai chìa khóa. Chị gái trong phòng cũng có hai chìa khóa. Thằng em cũng hai chìa khóa. Ồ. Mình còn thiếu đến 4 cái chìa khóa nữa mọi người ạ. 4 cái chìa khóa nữa. Nhưng mà hiện nãy giờ thì mình thấy là mình đang không có, còn anh này là gì? À, mua chìa khóa. Ok, thì nói chung là map của Trung Quốc thì các bạn chơi các bạn phải chịu đựng một xíu ha. Đối với những bạn nào mà muốn làm content YouTube giống như mình á thì map Trung Quốc các bạn phải xem kỹ lắm, tại vì đa số map Trung Quốc là phải mua anh em ạ. Nói chung là mấy anh Trung Quốc kiếm tiền ghê lắm cho nên là các bạn phải mua bằng tiền, anh em hiểu không? Cho nên đến thời điểm này thì mình cũng không biết này cái map này nó có đủ 15 cái chìa khóa cho mình hay không ấy. Cái này là xem quảng cáo chứ không có mở cửa được. Nhưng mà hiện tại mình đã mở được 11 cánh cửa rồi, mình có 11 cái chìa khóa rồi. Để mình coi vòng vòng ở đây có cái chìa khóa nào không. Ok, thì nói chung mình còn khoảng 4 cái cửa nữa thì mình phải quay lại phòng. Ok, bây giờ mình sẽ dành mỗi phòng một ít thời gian để mình quay lại xem là mình có bỏ sót chỗ nào hay không nhá. Mình sẽ bắt đầu từ phòng của mình đi. Mình sẽ quan sát kỹ lại một xíu. Nhưng mà nó vẫn còn cái này nha. Mà hiện tại trong cái nhà này có một cái toilet và một cái nhà tắm thôi à. Không biết là có thể tương tác được cái gì hay không ấy. Tôi thấy rồi. Từ từ. Có gương đằng sau. Làm sao qua mắt được Alan game? Hồi nãy qua mắt được anh em ạ. Ok. Mấy cái bông hoa này có lấy được không ta? Lấy được làm gì không? Lấy được bông hoa đâu mọi người ạ. Good. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Khốn khổ, khốn nạn. Mất một cái chìa khóa rồi anh em ơi. Mất một cái chìa khóa rồi. Khốn khổ, khốn nạn quá. Ok. Nói chung là mình sẽ phải tốn 2 xu để mình mua một cái chìa khóa rồi đó. Trước mắt là thấy tốn 2 xu để mua một cái chìa khóa rồi đó. Tại vì mình đã mất rồi. Ok. Thì cái phòng này cũng không còn gì hết mọi người. Ok mọi người ơi, thì theo như mình đã kiếm 76.479 giờ chơi hồi nãy giờ thì mình không thấy được cái chìa khóa nào tiếp theo nha mọi người nha. Cho nên là anh em nào mà chơi con map này rồi hoặc là chuẩn bị chơi con map này thì có kiếm được 15 chìa khóa hay không, comment bên dưới cho mình biết. Ok ha. Còn bây giờ thì với con game này, với cái khao khát được đi chơi hiểu không, thì mình sẽ mua chìa khóa để mình chiến thắng cái bản đồ này. Và mình phải mua đến 4 cái chìa khóa anh em ạ. Đấy lại là chỉ cần mua 3 cái thôi. Nhưng mà hồi nãy tôi ngu, tôi đặt ở ngoài trên tường một cái rồi. Khốn khổ, khốn nạn quá. Và như vậy là chúng ta sẽ có thêm 4 cái chìa khóa để chúng ta chiến thắng cái map này. Video cũng khá là dài rồi mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng ở đây để mình không đặt nhầm nữa nha. Đừng như vậy bạn trẻ. He he. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video vlog này. Nếu các bạn thấy hay các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm nút đăng ký chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai nha. Nếu có những cái map nào hay ho hấp dẫn hơn nữa thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết, mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.